vậy yeah. Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật à, Nam Mô A Di Đào Phật Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 2023 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đào Phật Niệm đến cùng Học đến tập 221 Nhân đức à, để ý trong cái thời cuộc này về cái mạng truyền thông nó rất phát triển nên à, mọi người chúng ta muốn học đạo hay là mình muốn coi cái gì thì toàn là trên à, truyền hình mạng internet đều có đầy đủ hết tùy vào cái sự chọn lựa để học tập của mình, giống như trong đó nó đầy dẫy á, nếu như quý vị có phước duyên thì quý vị gặp được những cái điều tốt, điều thiện, rồi quý vị sẽ tiếp nhận. Còn nếu như thiếu phước duyên thì lướt vào đó một cái, có khi lại gặp những cái thứ không phải, rồi mình lại học theo và trở thành hư hỏng. Nên phước duyên dẫn dắt con người đến tốt và vô phước dẫn dắt của người đi đến sống gọi là nhân quả nó tương tác đó, vị tương đồng là tương tác với nhau nên những đức à, thấy có nhiều vị phật tử cũng tùy thuận một số chúng sanh nên à, những buổi giảng những đức có khi dài dài quý vị nghe rồi đoạn nào quan trọng quý vị cắt lại ngắn ngắn nên những đức suy nghĩ mỗi ngày những đức sẽ giảm một bài pháp ngắn từ 5 phút đổ lại và chùa mình chú tâm nhiên ông cũng vừa lập cái trang tiktok cái tựa đề trang đó là thầy thích những đức chỉ có cái logo xanh cái bên có số điện thoại vậy chỉ cần nhắn vào thầy thích những đức trang tiktok tóc thì chúng ta vào cái trang đó là pháp ngắn từ 5 phút đổ lạc xong mà mỗi ngày những đức giảng pháp đều có một bài giảng ngắn như xíu đó thôi cho tất cả những vị mà cái trang tiktok tóc đó mình muốn lấy những buổi ngắn đó để mà chia sẻ kết duyên với có những người người ta thích nghe câu động thì nó cũng là một nội dung của một buổi chia sẻ từ 5 phút đổ lại nhưng nó lại gọn vào nội dung đó quý vị khỏi cần phải cắt những cái buổi giảng dài tại vì cái buổi giảng dài nó đi vào từ mở đầu rồi đi vào thăng bài kết luận nhưng mình cắt một khúc đó nó lại không đặc biệt nên những đức nói cái nội dung cho nó chuẩn luôn mà nhẹ nhàng rồi nghe có thể được nó không phải là tắt ngang quý vị nên những đức suy nghĩ ra như vậy mình cũng cực lực nhiệt tình như hồi tối những đức ngồi giảng đâu 16 buổi từ hai ba phút bốn phút đổ lại à thì bữa nay bắt đầu là chú tâm nhiên cũng vừa lập được cái trang tích tóc hồi tối rồi để, để bấm thầy thích những đức là vào trang đó thôi thì bắt đầu chú đưa từ đoạn ngắn đoạn ngắn đoạn ngắn đó vào trang đó Quý vị cứ vào cái trang đó rồi bắt đầu là mình lấy những buổi đó ra mình chia sẻ vào trang của mình Khỏi cần cắt những buổi của những đức giảng Những buổi mà ngày Chủ Nhật hay là câu ai Phật niệm đến cùng Hay quyết chí một đời văn sanh cực lạc quá khỏi cắt Để nguyên cái buổi đó mình uh, chia sẻ cho nó nguyên buổi luôn đi Còn bây giờ những đức chia sẻ cái buổi ngắn này để cho quý vị chia sẻ về những cái trang tiktok cho gọn nhất có nghĩa là nó đi nhanh nhất quý vị nhưng nội dung nó tuy ít nhưng nó cũng là một bài giảng ngắn gọn luôn giống như cũng là mở bài rồi đi vào thăng bài kết luận nó có gì luôn nội dung tuy là có mấy phút cũng như dịp tết đi những đức để ý bên đại tùng lâm mấy nhà vệ sinh nó đi đông dữ lắm đông rất đông luôn quý vị những đức nghĩ những người khách hành hương này có khi đi lòng vòng đi long nhong chứ bao giờ mà nghe được Phật pháp không có duyên <laughs> để nghe được Phật pháp. Nên như Đức chia sẻ cái thời gian mà những Đức tính khi mình vô rửa mặt rửa tay đi tiểu thời gian mấy phút. Những Đức tính nghe vậy luôn quý vị thì những Đức chia sẻ hai bài Phật pháp một bên nam bên nữ thì thường là đi chùa mà đi Dòng dòng đi tham quan Long Nhông thì đa phần trẻ thì những đức tính vào cái trẻ đó nên những đức chia sẻ một bài Phật pháp ngắn ở bên Nam nói về làm con phải hiếu thảo làm người nam phải có chữ tính ngắn thôi quý vị chừng 3 phút đổ lại thì như đức để cái lo nhỏ nhỏ ghim cái thẻ vào chỉ cần đi vào đi vệ sinh là nghe không đoạn liền thì trong cái dịp tết này chia sẻ đó Biết bao nhiêu người được kết duyên và niệm một hay câu vật hiệu họ được cũng được nghe kết duyên Bên nữ thì như Đức nói về nghiệp phá thai Dài công đoạn rất ngắn chừng 3 phút đổ lại Thì bắt đầu ghim cái thẻ làm cái lo Họ vào cái là nghe, vào cái nghe, vào cái nghe liền ừ. Thí dụ như mình cái nơi nhà vệ sinh công cộng này kia được mình thu âm chừng vài câu thôi thí dụ như quý khách để dép bên ngoài hay thí dụ mang dép nhà sinh vào uh, giữ gìn vệ sinh chung mình nhắc vài câu con người nó có một cái tự giác một chút có nghĩa là nó nghe rồi nó mới tự giác được con người ta thường là nó tùy tiện chứ không có mà uh, kỹ lưỡng nghĩ cho người khác nên mình phải nhắc nhở gì đó vị? bước vào cái là cái lo nó phát nghe chút phát bước vào là cái cái lo nó phát nghe chút những đứa cũng tính ra như vậy nên mình mà biết tu phước tu duyên ấy, thì đặc biệt lắm nghĩ nhiều cách lắm quý vị rất là nhiều cách luôn nó những đứa thấy cái trang mà tích tốc là nó người ta vô cái, cái, cái lượng người tương tác đông nên mình đó, khi nghe chia sẻ gì mình cũng biết lập cái trang như vậy để mình lấy những bài pháp ngắn chia sẻ nếu như, như quý vị mà nghe để cắt ra quý vị cũng không Cũng phải bỏ thời gian dữ lắm Thì nghe kỹ dữ lắm thì công đoạn nào quan trọng mới cắt đúng không Bây giờ những đức giảng công đoạn ngắn đó cho quý vị luôn Ngày nào cũng có một buổi Nhưng hồi tối là những đức giảng một lúc luôn 15-16 buổi luôn Rồi thì qua những cái ngày đó bắt đầu là Mỗi ngày những đức cứ có một buổi để lên cái trang thầy thích những đức trang tiktok cho quý vị vào bị lấy cái bụi đó vì chia sẻ Nên mỗi một người đều lập được cái trang đó mà Những đứa thấy chú tâm nhiên Hồi tối ngồi ông lập cái trang đó liền Được liền Mình nên khéo tu phước tu duyên quý vị Thí dụ những đứa nói có những ngôi chùa đồ Cho ăn uống đồ này kia Người ta đến ảo ào, ào. Nếu như mà mình Người chủ trì hay là người trong chùa Nói một công đoạn quan trọng nhất Trong Phật Pháp chừng nửa tiếng thôi Hoặc một tiếng, nửa tiếng thôi cực kỳ quan trọng ghi chú tất cả những cái việc quan trọng nhất khi đi đến chùa rồi một con người nghe được giáo dục của Phật pháp thì sao làm sao trong dòng chừng tiếng hồ nói ra hết những công đoạn nó quan trọng nhất rồi bắt đầu là để cái lo ngay chân giữa nhà ăn hay hay chỗ điểm nào đó người ta bước vào người ta ngồi người ta ăn cái là người ta được nghe công đoạn đó bước vào ngồi ăn cái nghe, nghe công đoạn đó ở ngoài cổng hay là vị trí nào đó Khi họ nghe xong họ bước ra thì Họ nghe được câu Phật hiệu Nếu như mà cái tâm mà nghĩ gì Thì thôi quá đặc biệt Để không thôi người ta đi cái đi đến chùa suốt thì Người ta đâu có cái việc biết cái gì đâu quý vị Có nghĩa là mình có thể cho người ta ăn là có phước Nhưng mà Cái huệ mạng nuôi cho người ta nó càng quan trọng hơn Để có người ta đi đến chùa Thì người ta cũng nghe được cái gì đó Nếu như quý vị Chủ chùa chiền mà biết Nhận thức được chỗ này thì nó đặc biệt quá nhất là những ngôi chùa mà đi du lịch từ đến ào ào rồi nên nghĩ ra chỗ này chút quý vị có thể ghi chú sẵn hết công đoạn công đoạn 1, công đoạn 2, công đoạn 3, công đoạn 4, công đoạn 5 bao nhiêu công đoạn quan trọng khi người đi đến chùa để cho người ta hiểu nhận thức được thì bắt đầu mình ngồi mình giống như mình đọc ra một cái mình giảng khúc đọc ra giảng chút 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 gom ra chừng tiếng đồng hồ thôi một buổi giảng đó là tiếng đồng hồ đọc để cố định luôn cho cả người phục vụ trong chùa Người đi ở chùa Người đi đến chùa đều nghe đều hiểu hết Giống như quý vị coi Mỗi một cái vị trí Chỗ tắm của đại chúng Nhạy sinh Những đức đều chia sẻ một con đoạn rất là ngắn Những đức để ý mỗi lần mà bước vào Đi hoặc là đi ra phía sau Giặt đồ là nghe công đoạn đó Một cái là ấn tượng liền Một hai câu mà những đức nhắc hoài rất là quan trọng mà mỗi lần vào nhà sinh là nghe một cái là 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 tự nhiên nhắc nhở mình liền có nghĩa là mỗi câu như Đức nói rất là quan trọng đi vào trọng tâm đâu mà rất ít để cho cái người vào cái là nghe công đoạn đó vào cái là nghe được công đoạn cũng quan trọng đó vào cái là nghe được công đoạn cũng quan trọng đó thí dụ như xung quanh chùa bị theo thấy theo những cái cây như Đức để những cái hàng ghế thì Đức nói những công đoạn rất quan trọng cho người ta ngồi người ta nghe Mỗi lần ra ngồi nghe một chút thôi nó cũng có được sự lợi ích Ngồi cái xài nghe một chút cũng được lợi ích Có nghĩa là mình nghĩ cái việc này là học từ Đức Phật A Di Đà Thế giới cực lạc là một quốc độ đặc biệt như vậy mà toàn là phô diện pháp âm Chim hót thiết pháp, nước chảy thiết pháp, gió thổi thiết pháp Một cái quốc độ phô diện pháp âm để cảnh tỉnh con người mà trong khi người về tới thế giới cực lạc mà Phật A Di Đà còn dùng phương pháp như vậy để giúp cho họ tinh tấn tu hành không chỉ ở cõi này mình rất giải đãi mình phải dùng cái phương tiện gì để giúp chúng sanh người trong chùa này kia đâu vậy thì người trong chùa người ta phục vụ để chúng ta hiểu khi hiểu rồi làm có cực quý vị nên những điều những đức chia sẻ đây tất cả anh em trong chùa nên nhận thức để sau này nhân viên của mình khi đủ duyên mình học mình làm và mình có duyên mình nghe được Thì mình nên để ý Mình phải có tâm gì đó vì học Phật tâm lượng lớn phú báo lớn mà Phải có cái tâm Cái tâm mà cho lớn Thì nghĩ rất nhiều thứ lợi ích cho chúng sanh Dù một việc lợi ích nhỏ cũng làm Tại vì lợi ích mà Một điều hại là tuyệt đó không làm Nên đó, Ở chùa chiền những đức Sắp xếp một cái người nào Việc gì mình cứ nhiệt tình đi Người ta suy nghĩ kỹ lắm Người trên ta động não mà Suy nghĩ kỹ lắm Như chùa Nâu Pháp mình Người ổn định, nhân sự Thí dụ như có những người đi vào chùa mình tu Những đức đưa qua chùa mới Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng những đức bỏ rơi quý vị Tầm bậy quá Người ta thấy rằng khả năng của mình Mình đến đó mình phụ được việc Và ngôi chùa mới tương lai nó cũng phát triển rất là mạnh nên cái câu những đức nhắc này người tu hành phải hiểu nguyên lý này duyên ở nơi đâu thì mình nhiệt tình ở nơi đó người trên sắp xếp thì mình phải nhiệt tình nó duyên mình ở nơi đâu thì đừng có mầm móng đừng có sống núi này trong núi nọ cứ ở yên nơi đó còn khi người trên đã sắp xếp mình mình cứ nhiệt tình người ta đã sắp xếp mình mình cứ nhiệt tình mình làm đi phải chứ người ta kêu mình đi giết người đi ăn chợ ăn cướp thì việc này mình không làm nhưng người ta sắp mình để mình có một công việc lợi ích tốt đẹp mình làm mà mình có cơ hội mình làm được tại người ta ít người để mình có cơ hội mình làm được người ta sắp mình mình đừng có nghĩ người ta bỏ rơi mình những đức nói những đức sắp xếp ai đi qua chùa mới qua đại tùng lâm qua bảo tháp nghe mà gặp những đức mà cái mặt buồn buồn là có ngày bị ra khỏi chùa ừ, xử lý vậy luôn á tại vì để một con người mà cái hành động không biết cảm ơn mà con người mà không có một cái góc độ sâu sắc Người ta xây một ngôi chùa Như Hòa Thượng xây Những đức nuôi cả chúng chùa làm bao nhiêu việc Mà chỉ quý vị đi tu Người ta đặt trách sắp xếp Bố trí cho quý vị thôi, quý vị không không làm được Vậy nói chi hãy chuyện tu hành Giải thoát Không có chuyện đó đâu Nên những đức mà đưa một người nào mà nghĩ rằng à, Thầy chắc bỏ rơ tôi, thầy không cần tôi, thầy chê tôi chỉ cần có một cái tâm đó thì bị sạch phước Tu mỗi ngày cũng uổng công vô ích Con người tu không ai có cái tâm nghĩ gì đâu Nó có những người mà ở trong chùa bị coi Mà tệ thiệt tệ luôn Mà ở đạo tràng này người Ta đưa vào đạo tràng này Ở đạo tràng này người ta đưa vào đạo tràng này đến chi Người ta cho họ cơ hội thì họ Sửa đổi lỗi lầm hay không Có một cái cô Ở trong chùa không bao giờ Chấp hành đồ vi cụ không bao giờ hòa thuận với ai làm việc với ai cũng đụng chạm với người ta từ hộ pháp chuyển qua bảo tháp bảo tháp đại tùng lâm đại tùng lâm qua tới chùa mới qua tới chùa mới xong cuối cùng dứt đi luôn đi xong rồi hết duyên hết phước luôn đừng có mong mà vô ở được nữa con người mình ở một nơi nào là mình còn duyên còn phước hết mình mà được làm việc ai mình cũng đụng chạm thì mình hết duyên hết phước là mình tiêu không khéo mình đã quyết định tu hành cầu giải thoát rồi mình phải nhàn nhặn cho sâu sắc người như vậy mới có góc độ đặc biệt đừng có bao giờ nghĩ rằng người ta đặt trách mình là chắc người ta bỏ rơi mình ta không cần mình tầm bậy mình đang ở trong chùa mình đang làm việc y rang như mỗi điểm chùa thờ khóa tu phương pháp tu đều y rang hết chứ nhưng mà mình đã ở đâu yên thì người ta đừng người ta không nói tới mình, mình đừng có động đậy gì tới im cứ lo làm việc tốt đừng có phan duyên những đứa con không thích người phan duyên gì hết còn khi mà người ta thấy mình có khả năng gì gì, người ta đưa mình đến nơi đó, người ta sắp xếp mình, thì mình phải chấp hành nghe lời, mình làm để phát huy luôn. Mình còn mang cái tâm cảm ơn, Vậy thì có người mình mới đặc biệt. Khi người ta đưa mình đi đến nơi nào, khi mà mình thấy người trên đến, cái mình chạy ra chào, ấy là Phật muốn giao thầy. Mình phải có cái lễ phép. Thí dụ như chùa chiền ba chỗ bốn đầu tràng những đức mà Mỗi ngày Đức đi đến nơi đó, nơi đó, nơi đó, nơi đó gì Bỏ thời gian ra Một ngày bao nhiêu việc lo thiết pháp đủ chuyện Hướng dẫn tu Suy nghĩ bao nhiêu việc giải quyết Bao nhiêu vấn đề tiếp bao nhiêu Phật tử Mà người ta còn đi đến là người ta gặp mình Người ta đi qua nhà bếp người ta đi đến chỗ đó làm việc Đi đến từng chỗ từng chỗ người Ta đến người ta có bao giờ đụng đậy tới công việc mình đâu Những đứa cái tính Những đứa không thích đụng đậy công chuyện Mà chuyện gì không ổn định Hỏi những đứa hoặc là những đứa sắp xếp thì những đứa sắp xếp Chứ mà ra những đức mới đến mà những đức chỉnh này đụng kia không có Tính như đức gì đó Không có ai mà ôm đàm thêm quý vị Cực lắm, mệt lắm Nhưng mà đến một cái mà không biết chào hỏi Không biết Niềm nở thì cái đó là hành động quý vị thiếu lễ phép Những đức muốn nói điều này cho quý vị nghe Để mà mình bất cứ gặp ai Mình phải có lễ phép chào hỏi Cái gương mặt mình Mà người ta không ưa mình là ngay cái chỗ gương mặt buồn Gương mặt không biết chào hỏi nó nói lời chào cao mâm cổ Mình chào cái mình lợi là mình làm việc có gì đâu Cái hành động đó là một hành động phước báo Nên á người trong đạo hay người ngoài đời cũng nên nghe Có người mình á Được dạy Lễ phép là chỗ quan trọng Cái nhân tố khi vừa người ta gặp mình thấy thích mình Là từ gương mặt tươi vui Gặp người biết chào hỏi mình ở trong chùa mình làm việc gì bận biểu chẳng nữa Người ta khách tham quan du lịch đến Hoặc là những quý thầy dẫn đoàn rồi đến Mình cứ gặp mình cứ chấp tay Ai với đà Phật Ai với đào Phật Vậy thôi Nên mỗi điểm chùa nên đặt trách cái người Phòng đăng ký phải có người Khi người ta đi đến Người ta tham quan hoặc là Đoàn người ta đến người ta ở tu Mình cũng dẫn ta đi một vòng tham quan Và nói quy tắc có chuyện trong chùa sao không sao Cho ta nghe Mỗi ban tổ chức nên có một cái góc độ sắp xếp gì đó. Thì ta vào chùa mình ta không có bị giống như là Chơ vơ người ta không biết chỗ nào Đi đến ngôi chùa này không biết cái gì Nghe nói ngôi chùa nuôi người già mà chỗ người già ở đâu Nên mỗi vòng đăng ký đúng ra phải đặt trách người vậy đó Mình đặt trách cái người như vậy để cho người ta Đi đến chùa mình cái là có người dẫn dắt Người đó vui vẻ quan hỷ Dẫn dắt nói chuyện khéo léo Nghiêng về cái chuyện nói về nhân quả Nói về cốc Nói về cái việc vô thường của tuổi già khổ Mà được cái viên ở trong chùa được vui Dẫn dắt người ta đi Như vậy thì cái điểm chùa nó phát triển mạnh nhất lắm Còn người ta đi vào chùa Mà ta đi ngơ ngác đi lòng vòng lòng vòng vòng Không biết một cái gì Không biết ngôi chùa này Xây dựng lớn lên là Mục tiêu là như thế nào Tu là tu pháp nào Tu cái gì Thấy không mình phải biết giảng dắt phải biết chỉ dạy người ta làm đi không hiểu hỏi như đức như đức chỉ chứ ngày xưa những đức ở trên đà lạt những đức chụp hình lại những căn bệnh người đi vô chùa ung thư cái bệnh này bệnh kia hay những cái cảnh duyên gì duyên gì viên những, đức có hình ảnh ghi chú dứt khi một cái chú dẫn đi tham quan vòng xong ngồi lại dạch ra cho người ta coi giống như dùng những câu đó giảng cho người ta nghe vì mà người ta cảm động vô cùng Có những người ta đi đến chùa đúng ra người ta định cúng 50 ngàn Vì mà giảng dạy cho người ta nghe xong ta cúng 500 ngàn 5 triệu bạc Mình có lấy mình ăn đâu mình sợ Mình làm gì để chúng thì phước duyên mình lớn như cái gì đâu Đâu phải là mình nói để mình 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 chi cầu mình lấy tiền mình bỏ túi riêng đâu Sợ Những đức ngày xưa cư sĩ đã khéo léo chuyện đó nên phước duyên thì đức hội tụ rất là lớn thì xuống đây cái là phát triển luôn nên một con người tiếp xúc người quan hỷ vui vẻ nhiệt tình nói chuyện người ta nghe là thích liền nên mình học phật mà nhìn cái gương mặt mình là thấy sầu não rồi mang tâm hờn chất mang tâm không vừa lòng không vừa ý rồi mang cái tâm có khi mất cỡ nghĩ mình là người ấy, bị đưa đi được hoặc là không cần mình nên có khi muốn đến chào mắc cỡ tất cả những cái hành động cái tâm này đoạn duyên đoạn phước duyên phước đã đoạn rồi sao quý vị ở được cái nơi có duyên có phước quý vị muốn ở một cái nơi có duyên có phước thì quý vị phải là người có duyên có phước hiểu chưa nên nói là ở nơi nào ở yên nơi đó đi quý vị nghĩ Quý vị ở nơi này bị nghe nơi kia ngon nó vị xin chạy qua bên kia cái vị tốt hả? Chưa chắc đâu Nó mà đoạn duyên đoạn phúc Quý vị một cái quý vị có cơ hội quay lại không? Nên con người mình gặp cái nơi khó mà mình ở được Khi đến một nơi khó hơn nữa mình cần ở tốt Còn mình gặp một nơi khó mình muốn tìm nơi, tốt đi ngược lại lời dạy của người xưa Ăn tổ ngày nói một câu Thay người làm những gì khó Thành tụ cho người đó là điều tốt đó công minh á, thì gặp gì khó là mình trốn mất tiêu là sự trở ngại là mình trốn mất tiêu vì sao nó là tu hành phật nói lấy khổ làm thầy là mỗi một cái hoàn cảnh mình áp dụng mình sống thuận nghịch mình đều không bị nó buộc ra thuận không dính mắt nghịch không buồn phiền đó là lấy khổ làm thầy đó quý vị chứ không phải lấy khổ làm thầy lại đi tìm khổ không phải đâu nghe mà trong cái niềm vui Trong cái diệt thuận Mà nó không buộc được mình đó Mình không dính mắt với nó Đó là lấy khổ làm thầy Nguyên lý này phải hiểu Nên người ở trong chùa quý vị Là người nghe đạo phải mang tâm cảm ơn Gương mặt tươi vui mang tâm cảm ơn là điều tốt nhất Dù người ta hại mình Bây giờ cũng mang tâm cảm ơn Giúp mình tiêu nghiệp Giống như Đức Phật trong một kiếp Ngài bị hại Rất là thê thảm Rất là nhiều cái bị hại nhưng mà điển hình Ngài là một người tu hành khổ hạnh trong rừng sâu Có một ông vua tên là vua cá lợ Ông đi vào trong rừng sâu đi săn bắn Dẫn theo cung tầng mỹ nữ Quân lính đi ao ao trong rừng Thì đi săn tới giữa trưa thì ông mệt mỏi ngồi ngủ chưa khi ngủ chưa chưa thì cung nữ mới đi vòng vòng ở trong rừng đi đến gặp một cái vị tu hành là đức phật tiền kiếp của ngài tu như vậy và ngồi xuống trò chuyện thì ngài giảng đạo cho những cung nữ này nghe khi những cung tử này của cung, cung nữ này nghe được thì nghe say mê quên đi nhà vua đang nằm ngủ thì nhà vua thức dậy không thấy ai Nhà vua mới đi tìm thì thấy Cung nữ Những người Quân lính Đều ngồi nghe Chăm chú nghe Người xuất gia này giảng pháp Nhà vua trong lòng đố kỵ tức tối Ta là vua mà họ dám Bỏ rơ ta đi đến đây nghe đạo Nhà vua bước đến Tâm hung ác nổi lên Hỏi ông ngồi đây làm gì là tu hành Hạnh nhẫn nhục ba la mặt à, Hạnh nhẫn nhục đúng không Vì thì ta làm cái gì ông ông cũng chịu đựng được đúng không Đúng Gút kiếm ra Chép Chặt tay Hai tay Chặt hai chân Cắt thịt Khoét mắt Làm đủ cách hết. Khi Ngài gần chết Ngài phát lời nguyện rằng Khi ta thành Phật Nhất định người độ đầu tiên là ta đổ ông Vì nhờ ông giúp cho ta thành tựu được cái hạnh Nhẫn nhục ba la mặt viên mạng Cảm ơn ông Đúng ra Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật sau Bồ Tát Di Lặc Như vậy mà cái hạnh nhẫn nhục ba la mặt đó Viên mạng Đức Thích Ca Mâu Ni vượt qua mặt Thành Phật trước Phật Di Lặc Phật Di Lặc lùi lại bước sau. Khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật quán cơ nên Đức Phật đi đến chỗ mà năm anh em kiều trần như tu, Đức Phật thuyết pháp. Thì người chứng quả đầu tiên là kiều trần như, mà kiều trần như là vua ca lợ trong cái đời kiếp mà đã từng cắt thịt một người tu đó là Đức thích ca ni. Đúng như là hứa luôn Vừa cảm ơn vừa đến độ chức chức Cho ông chứng quả a la hán Còn cái tâm tu của người mình á Ai chỉ càng động mình đến thôi là mình quán hẳn người ta Người ta sắp cho mình có cơ hội để mình tu hành mình cũng không vừa lòng Mình quý thương người ta chỉ càng gậy la mình cái là mình trở mặt liền Cái hành động mình vậy sao nói là tu hành quý vị không? Nên những đức thường nói rằng đừng buồn dặn người khác để trong tâm mà gương mặt phải tươi vui. Trong một đoàn thể mình tươi vui thì mình có duyên có phước mình mới ở được trong chùa. Giống như có những người cũng lớn như góc độ kém cỏi Ở trong chùa. Từng điểm chùa, từng điểm chùa, từng điểm chùa. Cuối cùng những đức nói không còn duyên phước nữa rồi đừng vô nữa. Khổ đau te tua hết mà sống không có góc độ. Một người đàn ông hay một người đàn bà gì mà như vậy. Mình làm con họ mình cũng khổ thiếu góc độ nên nhà Đức nói rằng chọn đúng mục tiêu thì phải đi cả cuộc đời đời của mình ngày xưa chọn lựa ở thế gian có vợ có chồng khổ te tu khi có duyên gặp được Phật pháp bây giờ chúng ta cũng phải có góc độ chọn lại để cả cuộc đời này mình hướng đến Phật pháp thì lợi ích lớn có những người đã khổ te tua chồng bỏ vợ bỏ con thì hư được đi vô chùa tu vậy mà không nghiêm túc không đàng hoàng Cuối cùng đi vòng 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 đoạn viên, đoạn phước Mất cái duyên được vô ngồi tam bảo Nhất là những điểm chùa mình Toàn phục vụ đại chúng hướng dẫn người tu Đặc biệt ghê mà đoạn duyên Nên những đức nói các điểm chùa Tuy một số việc như Đức sắp sơ sơ Giao cho các anh em lo việc Nhưng mà nhân sự hiểu biết được Không phải là tùy tiện Mình muốn muốn đi qua đạo tràng nào qua đâu Không phải gì đâu Quý vị mà làm điều đó hết duyên hết phước đó Tự nhiên quý vị gặp những đứa quý vị thấy ngượng ngạo thấy ngại Là quý vị biết thì sao đó, Tùy tiện Không biết được cái duyên Mình phải chấp hành cái duyên Duyên như vậy Nhiệt, tình hết mình như vậy khi duyên chuyển biến thì tự nhiên nó sẽ tốt đẹp Nó càng chuyển nó càng tốt Còn mình tự chuyển nó là mình phan duyên Phan duyên là kẹt lắm đó Chứ không có dễ ở đâu Nên người tu hành hiểu cái nguyên lý này thí dụ như giờ người ta đưa cho mình một bộ đồ đi mình nó tuôn thèm tuôn thích cái vị quên mất tiêu là cái duyên cái vị với cái màu đồ này nên người ta cầm người ta đưa cho mình cho nó thích không thích gì người ta chỉ cần đưa cho mình là ai với đào phật con cảm ơn Quan hỷ chứ không phải nó thích không thích gì trong đó tại vì cái duyên của mình với cái này nên người ta đưa mình giống như người ta đặt mình cái tên thì sao mà tự nhiên người ta nhìn mặt mình mà người ta đặt tên nhìn cái mặt mình trên chán nó có cái tên này người ta đặt cái tên này không nói đẹp hay xấu người ta đã đặt cái tên cho mình là mình quan hỷ cảm ơn vậy thì tất cả cái việc mình ở đâu mình làm cái gì đều là duyên nó đưa đến đã là duyên rồi mà mình phán duyên mình không vừa lòng không vừa ý thì đó là tự mình hái mình Vì bị nghe rõ ràng hết rồi đó nghe từ người trong chùa tới người ngoài đời nghe rõ ràng nên gọi là tin sâu nhân quả là việc cực kỳ quan trọng tin sâu nhân quả tính nguyện trì danh cầu sinh cực lạc mà câu đầu tiên là tin sâu nhân quả Người mà tin sâu nhân quả làm có bù Tâm bình khí hòa liền nhớ Cố gắng quý vị Để quyết chí niệm Phật để đời này chúng ta điều hạn Gặp ở Tây Phương cực lạc Ai với Đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khâm tất cả để tự và Chúng sanh đồng sanh về Tịnh độ